Cả nhà đang được ngắm toàn cảnh thành phố Vũng Tàu từ trên cao. Đấy, như các bạn có thể thấy ở kia là sân vận động Lam Sơn. Ở bên kia là eo biển bãi trước, núi nhỏ. Đấy. Toàn cảnh thành phố Vũng Tàu. Chiều hôm nay thì cũng có nắng vỡ mồm ra nhưng mà vẫn có một cái làn sương mờ nó phủ lên, như là cái nhìn cái khung cảnh nó cũng hơi mù mờ chút xíu. Cái kia là núi chùa Tiền Tôn Phật Quang, à không phải, xin lỗi các bạn, đó là Thiền Viện Trên Không. Đây là toàn bộ cái khu mà vách đá.